Vâng, xin chào tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube cửa hàng âm thanh Xuân Đúc Đỏ. Hôm nay thì nói thật với các bác là em Xuân cũng xin nói rõ quan điểm về một số bác là cứ hỏi em về cái chuyện mà tại sao em Xuân lại cứ bán hàng lại cứ cho dùng thử. Và cái thứ hai là cái chuyện mà tại sao mà mọi người lại cứ bảo là cứ thích mua loa LDH ở Xuân Đúc Đỏ. Đó là có hai việc hôm nay em sẽ làm cái video ngắn gọn để các bác hiểu hơn. Xin thưa các bác là mọi người cứ hỏi em là tại sao cửa hàng em Xuân lại bán hàng lại thoải mái như vậy, không sợ mất hàng à? Đó là cho các bác mua hàng về dùng thử cả từ 3 đến 10 ngày tùy theo sản phẩm. Ví dụ như cái loa LDH này cũng vậy, em cho các bác dùng thử cả 10 ngày, hay là những dòng loa của Marshall cũng cho các bác dùng thử 10 ngày. 10 ngày sau chán trả lại hàng cho em, kể cả như PHD, PHL hôm rồi cũng vậy đấy. Đấy. Có những người không ưng trả hàng thoải mái, không bao giờ lằng nhằng, cũng không bao giờ em hỏi ý kiến cái gì hết á, rất thoải mái. Thì tại sao em Xuân lại làm như vậy? Thì xin thưa các bác là từ ngày mà em buôn bán ngày âm thanh ấy, thì em cũng nói các bác rồi, buôn bán âm thanh ở đây là buôn bán online. Ngày xưa thì như thời bố mẹ mình ấy, thì chưa có công nghệ online như bây giờ đâu. Chúng ta đi mua hàng sẽ đến tận cửa hàng, đến tận nơi xem, nghe ưng ý thì lấy, không ưng thì thôi, chúng ta đi chỗ khác, đúng không ạ? Thì chúng ta đã được trải nghiệm và kiểm tra thực tế rồi. Nhưng đối với buôn bán online nó khác hoàn toàn với tất cả những cái buôn bán khác. Đó là chúng ta chỉ được nghe cái người bán hàng người ta nói thôi. Mà người bán hàng là chắc chắn 100% là thằng nào cũng sẽ khen, chẳng thằng nào ngu cũng chê cả. Kể cả bán hàng nhái nó cũng bảo là hàng xịn. Nó không hay thì nó cũng bảo là hay. Kể cả bạn thân thằng nào cũng vậy cả. Trên thế giới đều không ai ngoại lệ. Kể cả bán xe, bán thuốc chuột, bán thuốc gì cũng phải khen là đồ mình tốt. Chứ không ai ngu mà gì cả, bạn ở bán hàng mình không tốt cả. Cái quan điểm ở đây là em, quan điểm của em rất là rõ ràng. Đó là nhiều khi em thấy hay, nhưng các bác về không hay thì nó là dở. Em thấy dở nhưng các bác về các bác thấy hay thì đó là hay. Bởi vì sao ạ? Bởi vì là cuộc sống chúng ta mỗi người mỗi một khúc, cách hưởng thụ khác nhau. Đấy. Có những đôi loa Việt em bán thanh lý được cái chỉ có 700-800 ngàn, khách hàng khen nhặng về khi gọi điện cảm ơn. Nhưng có những đôi loa em bán 15-20 triệu người ta vẫn chê, bởi vì cái cách hưởng thụ mỗi người khác nhau. Đối với người này thì nó là dở, nhưng đối với người kia nó là hay. Cho nên quan điểm của em là gì ạ? Em cho các bác được quyền dùng thử. Em là người đầu tiên ở Việt Nam này kêu gọi tất cả mọi người là bán hàng bắt các bác bắt cửa hàng người ta phải cho dùng thử. Bởi vì không dùng thử thì khác gì lừa đảo. Các bác mua bây giờ cứ mua qua miệng cái thằng quảng cáo bảo loa này hay lắm, mua về đây dùng đi. Nhưng mà các bác về các bác ghép các bác không hay thì sao? Các bác trả lại không được. Trả thì nó trừ cho các bác tầm khoảng 10-20% thì các bác sốt tiền cắn răng mà giữ. Đúng không ạ? Vỡ mồm mà. Nó thật là vỡ mồm luôn là gì nữa. Đấy. Đúng không ạ? Chứ thằng nào làm gì thằng nào nó ngu hơn cho bác trả lại. Đúng không ạ? Cái thứ hai là gì ạ? Quảng cáo thì ông nào chẳng quảng cáo được. Đấy. Thế còn bây giờ tôi về tôi dùng, nhiều khi tôi phô ghép nó không hợp thì ông lại cho tôi trả lại. Bởi vì tôi cũng chỉ nghe qua miệng ông nói thôi, chứ tôi có biết được là nó hay thật hay dở đâu. Cho nên quan điểm của em Xuân là vậy. Các bác mua hàng về các bác dùng ưng thì các bác sẽ quay lại ủng hộ. Còn nếu các bác mà mua một sản phẩm mà các bác không dùng, các bác không ưng ấy, mà cứ bắt các bác dùng ấy, thì coi như đó là lừa đảo. Đối với em Xuân nó là lừa đảo. Thế thôi. Còn em Xuân, quan điểm của em Xuân là vậy. Em Xuân cứ đi mua hàng cũng vậy, cũng muốn được người ta cho trải nghiệm. Các bác về dùng không ưng trả lại hàng cho em. Em Xuân vui vẻ và không bao giờ khởi khó chịu. Tất cả mà từ xưa đến nay bao nhiêu là như vậy hết. Từ xưa đến nay và em Xuân luôn luôn trả lại đủ tiền cho bác. Đấy. Có cái điểm thứ hai là gì ạ? Cái việc thứ hai mà em nói các bác ở đây, mọi người cứ bảo là tại sao mà mua LDH đến hay là mua những đôi loa sử dụng driver có RCEP đến Xuân Đúc Đỏ cho an toàn. Thực ra cái này các bác không phải là em tài giỏi cái gì đâu ạ. Nhưng em là người thực sự đã bán những dòng loa mà sử dụng driver có RCEP rất là nhiều. Cho nên là em là người đã thực tế, đã trải nghiệm và cũng đã dính những vụ đòn đau, cũng đã bị lừa rồi rất là nhiều, chứ không phải là riêng gì đâu. Em đã bị lừa rồi, tất cả mọi thứ em đã dính hết rồi. Và em thực sự bán nhiều thì em có kinh nghiệm nhiều. Thực sự các bác là hiện tại LDH là những đồng loa của RCEP là nó nhái quá nhiều. Nó nhái nhiều đến mức mà không thể tưởng tượng nổi là nó nhái mức độ như thế nào đâu. Nó nhái nhiều kinh khủng luôn. Và đến bản thân em thực sự những rất là khó khăn. Có những năm như năm ngoái em lấy chục lô thì dính mất 3 lô bị dính nhái, cuối cùng phải trả lại mất bao nhiêu tiền cước cũng phải chấp nhận. Đấy, cho nên này bảo các bác là kinh nghiệm thì thực sự là bản thân em chắc chắn là nhiều hơn các bác, bởi vì em được va chạm nhiều. Nhưng đứa bạn thân em nhiều khi nhìn qua hình cũng không dám chắc chắn nó là hàng xịn. Cứ phải thực tế kiểm tra thì mới biết chắc chắn là hàng xịn được. Cho nên đây các bác là bạn Xuân, em Xuân thì được trải nghiệm nhiều rồi, thì em Xuân đã có kinh nghiệm thì em Xuân được kiểm tra với bác chắc chắn là 100% xịn. Và với uy tín của em thì chắc chắn em không thể em bán hàng nhái làm gì mất uy tín cả. Cho nên là mọi người cứ bảo là đến Xuân Đúc Đỏ cho an toàn. Chứ nhiều khi các bác biết là mình đôi loa LDH là khá là mắc. Loa 25 là 7-8 triệu mà thôi là 30 tầm 14 15 16 triệu. Bỏ ra 14 15 16 triệu bị lừa thì thực sự có đăng cày số tiền lắm. Đấy, cho nên là một số các bác thấy những đôi loa LDH ở ra thị trường 3, 4, 5, 7 triệu cũng có, 8, 9, 10 triệu cũng có, nhưng không có. Đến em Xuân không có chuyện đó. Đấy, em Xuân loa LDH giá là cao. Loa 25, ví dụ cái loa K10 đây, em Xuân đang bán với giá là 7 triệu. TT cộng 10 em Xuân bán với giá là 8 triệu. Đấy, hoặc là những dòng loa của TT12 thì bán thường cái tầm rẻ nhất cũng phải 13 triệu 800 cho đến 15, 16 triệu, 20 triệu cũng có. Tùy từng model thì tiền nó rất là cao. Nhưng các bác bỏ đồng tiền là nó là thằng thật, nó là hàng xịn thật. Đấy, đối với những dòng loa mà sử dụng driver xịn của RCEP này á, thì
thì hiện tại bây giờ nó đang là mục tiêu chính để làm nhái. Các bác biết là những cái hàng xịn này nó không bao giờ nó làm nhái được cái chất lượng cả. Đương nhiên nó sẽ làm nhái được nhìn giống bên ngoài, nhưng cái chất lượng của loa là để của hàng xịn, những cái đồng loa mà sử dụng driver xịn thì không bao giờ làm nhái được, chất lượng âm thanh nó khác hoàn toàn luôn. Thì các bác biết là đối với hôm nay em về hai model này cũng vậy, khách hàng họ rất là nhiều từ khi em livestream buổi chiều từ buổi trưa đến giờ. Ví dụ nó loa mã này là mã T10 này. Đấy. Thì bên em đang bán hiện tại là 7 triệu cho một cặp. Thì mã này các bác biết là mã này là cái mã cân giải, thì các bác dùng độc lập vẫn dùng ok, cái tiếng rất là hay. Còn đối với mã TT cộng 10 nó là mã lệch giải tiếp neo, thì loạt này thì các bác sẽ thấy là nó sẽ chuột tiếng lời rất là hay. Nhưng chúng ta sẽ phối ghép với những đôi loa khác hoặc là dưới sấp thì nó sẽ tuyệt vời. Còn nếu bác nào mà chỉ có nhu cầu dùng một đôi á, thì nên dùng cái mã này. Đấy. Thì nó sẽ cân giải hơn mà giá là mềm hơn các bác, tiếng rất là hay. Tất cả loa em bán ra đều được bao hay cho vòng 7 ngày những đồng loa này, kể cả như là LDH hay là Marshall 3 đồng tiếng vậy, các bác được dùng thử cho vòng 10 ngày. 10 ngày sau không thích cứ trả lại hàng cho em Xuân lấy lại tiền về, em sẽ không trừ một đồng nào cả. Quan điểm của em rất là rõ ràng các bác nhé. Cho nên là anh em nào mà yêu quý số đúc đỏ thì đến ủng hộ em. Tính em Xuân từ xưa này là các bác biết là rất là thẳng, ai sai người chịu. Em Xuân sẽ không bao giờ níu kéo, nếu các bác là không thích các bác cứ đi chỗ khác mua. Và giá em báo để mà công khai, tất cả hàng hóa em bán dạng vậy, em báo công khai rõ ràng luôn. Anh em thấy vừa túi thì anh em mua, còn anh em có chỗ nào rẻ hơn anh em đi mua chỗ khác. Cái chỗ đồ rẻ các bác mua, chứ em không bao giờ em năn nỉ em níu kéo các bác đâu ạ. Bởi vì em muốn là biết là trên cuộc sống này không có ai ngu cả. Đồng tiền người ta kiếm ra được người ta biết cách tiêu. Đấy, đồng tiền người ta kiếm được thì người ta sẽ biết cách tiêu. Cho nên là không cần phải dạy. Ai quay thừa đồng tiền mình thì tự đi mua chỗ nào mua cũng được. Còn nếu ai cẩn thận thì đi tìm hiểu chỗ nào uy tín thì mình mua thế thôi. Chứ còn em không bao giờ em níu kéo hay là em vội vẹt các bác, sau này các bác lại chửi bạn tại mày lừa tao cái này kia. Không, em không bao giờ em lừa ai cả. Và em không níu kéo ai. Thì đối với những đô la LDH hôm nay mới về, các bác nhìn này, phần tần mọi thứ đang rất là đẹp. Tất cả mọi thứ đang cực kỳ đẹp được, từng cái tép mọi thứ họng nhôm hết. Bát bét. Đối với cái mã này thì cái côn sẽ lớn hơn bác nhá. Côn này sẽ lớn hơn côn này. Và côn số lớn hơn, bát lớn hơn. Đấy, kể cả như hôm nay là Marshall cũng vậy. Marshall cũng vậy các bác ạ. Đấy, Marshall 3 đồng tiếng cũng vậy. Các bác thấy là tất cả loa đồng rất là đẹp. 3 đồng tiếng, 2 test một loa chung. Đấy, 2 loa test một loa chung. Phần tần thì siêu to khổng lồ này. Loa này thì em đang bán là 15 triệu. Tất cả loa em bán là những loa này em đều cho các bác dùng thử 10 ngày hết. Đấy. Những sản phẩm mà rẻ tiền nhất em cho các bác dùng và thử 3 ngày rồi. Đó còn điểm của em Xuân. Chứ còn không phải là em Xuân đến đây là mọi người cứ bảo là cứ bình luận, mà nó nhiều khi có một số người không hiểu là chửi em mày là chắc lại hắn đã tự bình luận, không phải các bác ạ. Khách hàng của em mua LDH toàn toàn đến nhà em đây. Qua những đôi loa LDH thì thị trường bán rất là nhiều, nhưng khách hàng người ta vẫn không mua, cứ đợi em về mới mua. Đấy, thực sự luôn. Mà hôm nay em mới về một lô đây. Anh em cũng đang trong quá trình vệ sinh. Đây. Anh em cũng đang trong quá trình vệ sinh LDH đây. Đây cái lô bọn em mới về đây, LDH 25 đây. Bọn em cũng đang cho tháo nó vệ sinh trời mưa bác ạ. Trời mưa vệ sinh không nhanh được, cho nên anh em đang tháo để mà lau chùi từng chiếc một. Đấy. Để phục vụ các bác, thì các bác đặt hàng khá là nhiều. Những anh em mà đang thích LDH thì liên hệ với em Xuân. Đây là những đôi loa có thể nói chất lượng cực kỳ hay. Tất cả driver sẽ nhập khẩu 100% của Italia. Đến với em Xuân là chắc chắn hàng xịn, không bao giờ có hàng nhái các bác nhé. Nên yên tâm đi ạ. Những loa này anh em chơi thì nó thực sự nó đẳng cấp luôn. Tiếng rất là hay. Đấy, test nào có này. Đấy. Bát bét zin đét đẹp hết. Ngon lành cho bác luôn. Anh em chơi là yên tâm luôn nhé. Đấy, anh em là nhanh tay liên hệ với em Xuân theo số điện thoại ở dưới màn hình nhá. Xuân cảm ơn các bác rất là nhiều. Xin chào, gặp lại ạ.